Bạn chọn cát buồn tay với tôi, chẳng căn nhỏ lúc cho có như mất một người anh em. Mất thật rồi, mất anh em rồi. Hãy sống từng nghĩa cho đứng xa hai lòng, coi nhau là anh em hay thôi đừng tìm tôi. Nghe cho nghe cho nghe mà thấm nhá, cùng tiết qua khó khăn. Anh em cạnh nhau là hai trái tim, có nhau là anh em từ lúc vui lúc này, khi vui tình đêm khi vui. Đừng sợ lời đề mà sao gặp lại nhau phải thiết tha, tương lai đoàn đời, tương lai tôi nào đâu. Hết trời mắt rồi. Ta bảo trời mắt rồi. Bỏ lốt vũ ra. Ta bảo ta đuê nè, đuê đuê la ma da đuê đuê. Mete su lên. Ý bully tu. Nghe nhá, nghe đi mặt thấm nhá. Đừng có vì cái bánh mà mất tình nghe anh em chủ chậu nhá. Nhớ đấy. Cuộc đời có biết bao nhiêu ngày xa xa. Ồ, đâu nhìn thấy nha. Đâu nhỉ? Em có vẻ bên hướng. Có Trần Hương mà, đúng không? Thì em có vẻ nổi anh Trần thì... Hương à, là với Trần Hương à. Anh đại diện Mi và Trần Hương đấy mà. Trời ơi. Có Ê, ở đâu mày? Có bạn đợi mình tí nha. Đâu nào, Trần Hương comment lại cái nào. Ô, đâu nhở? Trần Hương comment lại cái Trần Hương ơi. Khó mà, lườm chứ. Thức đêm hả? Không, hiện tại mới có 9 rưỡi mà, thức đêm gì? Ôi, lượt nhanh nhỉ? Trần Hương comment lại cái Trần Hương nào. Chào bé Điệp cái nào. À đây 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 đây. Ôi rồi rồi ta tặng quà phần. Tặng quà rồi. Chết rồi. Ai lúc này em này nói là bây giờ đến lượt tặng quà cho tất cả cho em sinh nhật. Mà bây giờ quà đâu? Quà được tiền không em? Có ai được tiền không? Lên tặng tiền đi. Lên tặng tiền đi. Lên tặng tiền đi. Chết cha rồi. Đến giờ tặng quà rồi. Thôi tặng tiền đi. Đi theo truyền thống đi. Đồng tiền đi trước. Đấy, đồng tiền đi trước là đồng tiền thơm. Chứ quà cáp gì giờ này. Em 8 tuổi đây này, sinh nhật đây này. Là chị gái nói là bây giờ đến phần trao tặng quà cho em. Bây giờ quà đâu mà tặng. Thế nhà cái đi vào đây. Về đấy, về. Ăn thì ăn rồi, uống thì uống rồi. Thôi cứ lên cho 5.000 thôi. 10.000 bốn anh em. 10.000. 10.000. Đấy, quà này, đưa quà đến này. Chết chợ rồi. Nói là phong cách Việt Nam cho là đi tiền, chứ không ai đi quà cả. Đấy. Tí nữa nói là quà Việt Nam cho là không bao giờ cho. Đấy. Hư hỏng. Con nít sẽ hư hỏng về sau. Nên là bây giờ là cho có tiền đây. Đấy. Phong tục của cho là như thế đấy. Vui đeo kim cương này vắng này. Chết rồi, đeo tặng quà các bạn này.